chào tất cả mọi người đang xem kênh Cuộc sống hàng ngày của bà cháu Chen. Hôm nay mình đi chợ mua ngao về nấu giấm chua cho cả gia đình. Thì bây giờ mình sẽ đi nấu giấm ngao cho gia đình mình cùng ăn. Thì mời tất cả các bạn cùng ghé thăm bếp quê của bà cháu Chen nào. Ngao của mình đã sơ chế rửa sạch sẽ và các nguyên liệu nấu giấm của mình đây. Đây là cơm mẻ, dứa, hành khô, lá lốt và cà chua, vài trái đậu bắp, ít hành tươi và các nguyên liệu gia vị nhà bếp như đường phèn, nước mắm, dầu ăn, mì chính, hạt nêm và muối canh. Bây giờ mình sẽ đi luộc ngao mọi người nha. Mình sử dụng ở đây là lửa quả dứa nhé các bạn nhé. Và 5 quả cà chua thì 3 quả mình thái bổ cau và 2 quả mình thái hạt lựu. Tất cả nguyên liệu mình đã sơ chế xong và bây giờ mình sẽ bắt tay vào đi nấu ngao nhé mọi người nha. Mình cho vào đây 2 xìa ăn phở dầu ăn. Mình cho hành vào đây để xào vàng. Hành thơm, mình cho cái phần cà chua thái hạt lựu vào đây. Cà chua mình xào để lấy màu và bây giờ mình sẽ cho hết cái phần nước ngao vào đây. Rồi, cho 3 xìa cà phê hạt nêm cà lo. Và 2 xìa cà phê muối canh yếu Thải Châu. Và một chút đường phèn nữa mọi người ơi. Mình cho đường phèn vào đây để lấy vị nhá. Rồi. Sau đó đậy vung và đun sôi trở lại. Nước của mình đã sôi, mình sẽ cho mẻ vào đây mình lọc mọi người nhé. Mình cho đây 2 xìa phở mẻ này. Quê hương mình nấu giấm, nấu chua thì hay nấu mẻ. Còn nếu như các bạn nấu, các bạn có thể thay thế mẻ bằng giấm bỗng, hoặc là khế, hoặc là sấu, hoặc là quả me. Tùy theo từng vùng miền nhé mọi người nhé. Không bắt buộc là phải nấu mẻ. Còn ở quê mình thì đặc trưng nấu giấm là mẻ. Khi nồi giấm của mình đã sôi, mình cho hết cái phần đậu bắp này, dứa này và ớt quả này, cà chua thái miếng nhá. Mình cho hết vào đây. Nếu nhà các bạn ăn được cay thì các bạn có thể thái lát. Còn nhà mình thì mình không ăn được cay thì mình để cả quả thôi. Tiết trời hè nóng bức như này, mình nấu một nồi giấm ngao cho cả gia đình mình cùng ăn. Giải nhiệt thanh mát các bạn ạ. Có thể mình ăn kèm với rau sống các bạn nhé. Rau muống chẻ hoặc là rau chuối cũng rất ngon luôn. Thì giấm ngao của mình đã sôi, mình hớt bỏ hết các cái váng bọt và váng mỡ đi nhé mọi người nha. Bạn Tôm đói rồi, sao bạn Tôm kêu? Em Chen đi học rồi đâu mà nũng nữa nào. Sau khi cái phần giấm của mình đã sôi được khoảng hơn 1 phút thì mình sẽ chút hết cái phần ruột ngao vào. Đó, nên là mình đã được một nồi giấm ngao rất chi là thơm ngon bổ dưỡng. Tiếp theo mình cho cái phần hành gốc thái và một ít lá lốt, một ít hành. Tắt bếp. Mình cho thêm một chút mì chính nữa là xong. Mình cho ở đây nửa xìa ăn phở nước mắm nha. Và một xìa cà phê mì chính nữa nào. Thế là mình đã được một nồi giấm ngao tuyệt vời. Ngon chưa mọi người ơi? Bây giờ mình múc ra bát và thưởng thức thôi. Mình cho một ít lá lốt và ít hành tươi ở dưới bát nhé mọi người nhé. Sau đó mình sẽ múc canh giấm ngao lên.
Thì món giấm ngao này rất đơn giản thôi, nhưng mà mình biến tấu đổi món thay các bữa giấm canh hàng ngày cho gia đình mình cũng rất đưa cơm mọi người nhé. Mình đổi món như thế này cho gia đình mình ăn bữa ngày hè nóng bức như này. Đây mọi người ơi, mình đã hoàn thành xong nồi giấm ngao cho gia đình mình. Bây giờ mình mời tất cả mọi người cùng dùng thử với gia đình mình nha. Ngon quá mọi người ạ. Ngọt ngọt béo béo của ngao và ngọt thanh của đường phèn, thơm nhẹ của mùi dứa và chua chua nhẹ nhẹ của cà chua và dứa và cơm mẻ nữa mọi người ạ. Kết hợp lên một món ăn đặc trưng của quê hương và ít lá lốt vào nữa rất dậy mùi mọi người nhé. Đây là cách nấu của quê hương mình. Mình cũng mong muốn mọi người ủng hộ, đăng ký kênh và viết những lời bình luận tích cực, chia sẻ rộng rãi. Mình cảm ơn nhiều và chúc mọi người một ngày mới thật nhiều sức khỏe, bên mâm cơm gia đình thật vui vẻ nhé mọi người nhé. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người ở những video tiếp theo.